Chào mừng các bạn đã quay trở lại Em Invest, mình là Minh. Và ở trong video này, như thường lệ, mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cá nhân của mình về thị trường vàng, thị trường dầu và những cái điều chúng ta cần phải chú ý ở trong phiên ngày hôm thứ năm và trong phiên ngày hôm thứ sáu. Và trước khi chúng ta bắt đầu cái video này, mình muốn các bạn theo dõi trên màn hình. Đây là biểu đồ của giá vàng ở trong cái phiên giao dịch tối ngày hôm qua, ngày hôm thứ tư. Và ở đây thì mình sẽ bật cho các bạn xem những cái comment mà mình nhận được ở trong buổi sáng nay. Và thực sự mình cảm thấy rất là sốc vì cái số lượng comment nhắn đến mình khá là nhiều. Và cái nội dung của nó đa phần là: anh Minh ơi, em kẹt sell từ tối hôm qua thì bây giờ em phải làm gì? Anh Minh ơi, tài khoản em cháy rồi, bây giờ em phải làm gì? Hoặc là ở trong cái trường hợp tệ hơn nữa, đấy chính là: anh Minh ơi, tài khoản em đang cân hai đầu, bây giờ em phải làm gì? Thì sau khi mình quan sát lại cái biểu đồ của giá vàng trong tối ngày hôm qua ấy, thì mình thấy một cái điều như sau. Như chúng ta đều biết, chúng ta có cái biên bản họp và chúng ta có cái việc tăng lãi suất của FOMC vào lúc 1 giờ sáng và lúc 1 giờ 30 sáng. Nhưng thực tế là giá vàng nó chỉ dao động từ mức 2035 và nó có cái cú sụt giảm xuống dưới mức là 2015, tương ứng với khoảng là 15 đến 20 giá. Nhưng đấy nó không phải là một cái diễn biến lớn của giá vàng. Mà thực tế cái điều làm mình tò mò và làm mình khó hiểu hơn là trong sáng nay, cái lúc mà từ khoảng 4 giờ đến 5 giờ sáng là giá vàng có cái cú bật tăng rất là mạnh lên khoảng là 36 đến 37 giá. Đây mới cái điều quan trọng là điều gì thực sự đã xảy ra ở trong cái thời điểm này. Và để giải thích được những cái điều này thì chúng ta sẽ cần đi qua những cái thông tin về DGI và những cái thông tin về tình hình kinh tế trên thế giới. Và khi các bạn đang theo dõi cái video này thì một lần nữa mình muốn nhắc và muốn cho các bạn nhớ một điều. Đấy chính là ở trong cái thị trường này, thị trường rất là rủi ro và rất là mạo hiểm. Và như các bạn đã thấy, chỉ trong một cái buổi tối ngày hôm qua thôi, rất là nhiều người đã thua lỗ với số tiền lớn và thậm chí đã bị cháy tài khoản. Nên đây không phải thực sự một thị trường màu hồng hay là một cái nơi mà các bạn cảm thấy là có thể dễ để kiếm tiền. Nếu các bạn là những cái bạn trader mới mà đang cần cập nhật những cái thông tin về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin hay đơn giản là những cái cặp tiền, thì các bạn thể tham gia nhóm Private 1 và cái nhóm Private 2 cùng với mình. Xin lưu ý, đây là hai nhóm miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình trên YouTube, bấm vào cái phần link đăng ký form hỗ trợ trader mới miễn phí. Hoặc đơn giản hơn là các bạn có thể nhắn tin cho mình theo số điện thoại là 0969 156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm. Và với những bạn mà muốn nâng cao thêm kiến thức thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học do mình dạy online về phân tích những cặp tiền và vàng ở trong khung thời gian ngắn hạn. Các bạn có thể đăng ký với mình theo số điện thoại là 0969 156969 để các bạn thư ký sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của video cho ngày hôm nay. Và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với DGI trước, chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Chúng ta sẽ có ở trên biểu đồ là DGI đã giảm 0,74% và nó xuống mốc là 101,22. Đồng đô la Mỹ đã giảm điểm vào phiên giao dịch vừa qua khi mà Fed đã tiến hành tăng lãi suất lên mức là 25 điểm cơ bản và đồng thời phát đi một cái tín hiệu rằng Fed có thể sẽ tạm dừng các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Theo đó thì Fed sẽ không còn nhấn mạnh cái khả năng sẽ tăng lãi suất nữa mà chỉ nói rằng họ sẽ xem xét dữ liệu sắp tới để xác định xem có thể tiếp tục tăng lãi suất hay không. Và cái việc tạm dừng tăng lãi suất sẽ giúp các cái cơ quan chức năng có thời gian để đánh giá hậu quả từ các vụ sụp đổ gần đây của ngành ngân hàng. Và bên cạnh đó sẽ có thể giải quyết những cái bế tắc chính trị đối với trần nợ của Mỹ và theo dõi cái diễn biến của lạm phát. Và có một cái điều các bạn cần phải chú ý là trong ngày mai, ngày hôm thứ sáu, chúng ta sẽ có những cái dữ liệu về non-farm là một cái trọng tâm kinh tế chính của tuần này. Quay trở lại trước đây một vài ngày thì các bạn sẽ thấy được là đô la Mỹ đã nhanh chóng tăng trở lại sau khi cái dữ liệu công bố hôm mùng 3 tháng 5. Cái điều này cho thấy rằng những cái nhà tuyển dụng tư nhân của Mỹ đã tăng cường tuyển dụng trong tháng 4 với cái nhu cầu mạnh mẽ trong ngành giải trí và khách sạn, mặc dù cái tốc độ tăng lương đang chậm lại. Và các cái dữ liệu khác cũng được công bố vào ngày hôm mùng 3 tháng 5 cũng cho thấy được rằng cái lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã duy trì mức tăng trưởng ổn định trong tháng 4 khi các cái đơn đặt hàng mới tăng lên trong cái bối cảnh là xuất khẩu tăng mạnh. Nhưng các cái doanh nghiệp phải tiếp tục đối mặt với thực trạng là giá đầu vào cao, cho thấy là lạm phát vẫn có thể tăng. Dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng được công bố vào tuần tới cũng sẽ đưa ra manh mối về cái tình hình lạm phát của Mỹ. Và khi các bạn nhìn vào đồ thị của DGI ở trên màn hình thì bạn sẽ thấy đây là đồ thị của DGI ở trong khung ngày. Và ở cây nến ngày hôm qua là một cây nến đỏ rất là mạnh. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta cần lưu ý đấy chính là DGI đang có một cái sự tiếp cận quay trở lại với cái vùng hỗ trợ của nó. Và các bạn lưu ý, đây là một cái vùng hỗ trợ được tạo ra từ những cái đợt sóng tăng trước ở khu vực là tháng 6 của năm 2022, ở khu vực ở tháng 2 2023. Tuy nhiên, vấn đề ở đây mình nhìn thấy được rằng là những cái đỉnh sau khi nó tăng lên ấy, nó đang tạo ra những cái đỉnh thấp dần. Và đây là cái lý do là mình nghĩ rằng DGI có thể sẽ vẫn bật tăng lên từ cái khu vực này
nhưng cái mức độ bật tăng lên nó sẽ không còn được cao nữa. Ở đây mình sẽ cho các bạn thấy. Từ khu vực đỉnh này rơi xuống đây là nó sẽ là 13.08, và từ khu vực đỉnh này nó rơi xuống đây nó sẽ là 4.8. Tức là các bạn sẽ nhìn thấy là riêng cái đoạn này nó gấp đôi so với cái đoạn này. Nên là nếu mà chúng ta áp dụng cái lý thuyết đấy vào, chúng ta sẽ thấy được là đối với cái nhịp tăng lần này của DXY thì mình cho rằng nó sẽ chỉ tăng lên đâu đấy quanh cái khu vực là 103, và thậm chí là thấp hơn ở khu vực 102.5 ở trong cái nhịp tăng này, vì nó vẫn đang tạo ra những cái đỉnh thấp dần mặc dù nó chạm với vùng hỗ trợ này. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong tối ngày hôm nay và tối ngày mai chúng ta sẽ cần đặc biệt phải lưu ý, thì mình sẽ sang phần phân tích cũng như nhận định về vàng luôn. Đối với vàng thì ngày hôm qua đúng là một ngày mà có rất là nhiều người phải đau đầu, và rất nhiều người ở trong tình trạng là rơi ở trạng thái là khó xử, mình cho rằng là như vậy. Và hy vọng là các bạn đang ở trong những cái tình thế tốt hơn và những cái tình thế nó may mắn hơn so với rất nhiều người khác đã bị kẹt lệnh hoặc là bị thua hoặc là chạy tài khoản. Và các bạn cũng có thể thấy được là mỗi ounce vàng đã tăng hơn 40 đô từ khi Fed thông báo là nâng cái mức lãi suất, và trong khi các cái chỉ số chủ chốt của Wall Street lại ở trong trạng thái ngược lại là giảm 1%. Và chốt phiên giao dịch ngày 3 tháng 5, mỗi ounce vàng ở trên thế giới giao ngay thì tăng 23 đô và lên mức là 2039 đô. Tuy nhiên, như mình đã nói phần đầu video này, thì sang phiên châu Á sáng nay thì vàng lại tiếp tục tăng tốc và có thời điểm lên mức là 2066. Và cái nguyên do được cho rằng là giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục gia tăng trong bối cảnh nỗi lo về cuộc khủng hoảng ngân hàng leo thang và thị trường bất động sản thương mại Mỹ có thể sụp đổ. Và chúng ta có những cái thông tin đến từ First Republic Bank, thì đã trở thành ngân hàng thứ tư của Mỹ có khả năng đổ vỡ trong vòng chưa đầy 2 tháng, và đã được ngân hàng lớn nhất nước này là JP Morgan Chase mua lại theo sự sắp xếp của cơ quan chức năng Mỹ. Và giới đầu tư thì cũng lo ngại rủi ro có thể tiếp tục lây lan và sẽ có thêm những nhà băng khác sụp đổ trong thời gian tới. Cái mối lo này nếu các bạn đối chiếu sang cái thị trường chứng khoán thì các bạn có thể thấy được là cái phiên bán tháo ngày hôm thứ ba trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng rất là kinh khủng, với sự dẫn đầu những ngành cổ phiếu ngân hàng nó quay đầu giảm điểm quá là mạnh luôn. Và quay trở về đối với cái biểu đồ của vàng ấy, thì để minh chứng cho những cái điều gì ở trong cái phiên châu Á thì mình sẽ bật lại cho các bạn vào trong khung M15. Thì cái này mình nghĩ là về nó sẽ đa phần là về mặt tâm lý, khi mà gì ạ? Khi mà giới gọi là những cái nhà đầu tư đến từ phiên châu Á họ nhìn thấy là cái mức độ tăng trưởng ở trong cái phiên châu Âu, phiên Mỹ trong cái buổi tối ngày hôm qua mức tăng rất là mạnh, thì khi mà mở phiên châu Á ra thì chắc chắn nó sẽ có gì ạ? Có những cái sự FOMO và có những cái sự ảnh hưởng về tâm lý và kích thích cho giá vàng đi lên rất là mạnh. Và chỉ có một cái điều mà thực sự rất là tiếc của mình, đấy là trong cái buổi tối ngày hôm qua, trong buổi livestream buổi tối ngày thứ tư, thì khi các bạn hỏi cái dự đoán của mình và những cái ý kiến cá nhân của mình về việc là giá vàng sẽ như thế nào sau cái tin về FOMC, sau cái tin về lãi suất, thì mình có đưa ra cái nhận định và những ý kiến của mình là cái mốc 2029 và mốc 2030 sẽ là mốc rất là quan trọng. Và khi mà tin tức ra nó có thể sẽ đến những mốc đấy và sẽ quay đầu có những nhịp điều chỉnh giảm ở mức là 2029 và 2030. Thì ở trong cái lúc 1 giờ 1 rưỡi sáng ngày hôm nay thì và nó lên cái mức đấy tầm 2030 và 2035 nó quay đầu giảm điểm. Và cú giảm nó tương đối là mạnh về tận là 2020 và 2017 tương mức giảm là khoảng 17 đến là 20 giá. Mình nghĩ đây là một cái nhịp điều chỉnh nó rất là lớn và một cái nó đi hoàn toàn đúng theo kỹ thuật. Tuy nhiên chỉ có một cái là hoàn toàn mình không thể dự đoán và mình không thể suy nghĩ được là khi mà phiên châu Á mở cửa, thị trường có những cái mức độ thay đổi, những cái mức độ biến động rất là khốc liệt và rất là kinh khủng như vậy. Và ở trong cái thời điểm này, có một điều mình muốn lưu ý các bạn, đấy chính là gì ạ? Giá vàng bây giờ nó có những cây nến, nó những cây nến chạy nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà với mỗi cây nến này các bạn sẽ nhìn thấy cái mức độ chạy nó sẽ phải 70, 80, thậm chí đến 100 pip là điều hoàn toàn bình thường. Nên các bạn rất cần phải lưu ý. Nội dung của cái biên bản họp ngày hôm qua thì mình để tóm tắt lại nhanh cho các bạn. Đấy là lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp của Fed thì ông đã đưa cái lãi suất quỹ liên bang lên mức là 5 đến 5,25%. Và đây là mức cao nhất kể từ giữa năm 2007. Tuy nhiên thì tại cuộc họp này có cái dấu hiệu cho thấy là Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất. Và ông Powell cho biết là từ giờ trở đi, hành động của Fed sẽ dựa vào sự kết hợp của dữ liệu sắp tới và các cái điều kiện tín dụng. Và ông Powell nói rằng nhiều ý kiến ủng hộ một cái đợt tăng 25 điểm cơ bản khác ở trong thời gian tới. Tuy nhiên thì các cái thành viên ủy ban cũng đã thảo luận về việc tạm dừng ngay sau đó. Và khi được hỏi về cái lĩnh vực ngân hàng thì người đứng đầu của Fed cũng nhắc lại được rằng cái hệ thống này vẫn đang lành mạnh và linh hoạt. Và đồng thời lưu ý rằng nhiều ngân hàng hiện tại đang quan tâm đến các vấn đề thanh khoản và tận dụng cơ hội để xây dựng thanh khoản của mình.
Vậy thì đối với giá vàng thì mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cá nhân về những cái phân tích kỹ thuật của mình, liệu chúng ta sẽ có những cái điều gì chúng ta sẽ cần lưu ý và những điều chúng ta cần lưu tâm. Ở đây chúng ta sẽ có đồ thị của vàng trong khung thời gian là khung week, tức là khung tuần, và các bạn nhìn thấy là vàng đang tiệm cận cái mức đỉnh của nó ở thời điểm năm 2020 và thời điểm của tháng 2 năm 2022, cái mức là 2070 và 2080 trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên thì nhìn vào đây chúng ta sẽ có một vài điều chúng ta sẽ thấy cần phải hơi cân nhắc một chút. Đấy chính là cái nhịp tăng lần này, nhịp tăng tương đối là mạnh, và cây nến tuần này, cây nến tuần này chưa kết thúc nhé. Bạn sẽ nhìn thấy cây nến tuần này, cây nến xanh tăng nó vẫn tương đối là ổn và tương đối là tốt. Và cái khu vực hỗ trợ nó vùng 1970 là vùng nó vẫn đang nắm giữ và nó chưa bị phá ra khỏi vùng này. RSI ở trong cái khung này các bạn nhìn thấy, mặc dù trong những hôm trước chúng ta đang kỳ vọng là RSI có cái phân kỳ giảm, nhưng mà sau đấy RSI có cái nhịp nó đã bứt phá lên. Và cái điều còn khó hiểu và cái điều mà mình thấy khó để phân tích và đưa ra cái dự đoán một lần nữa, đấy chính là cái cây nến ngày hôm nay, nhiều người đang nghĩ đây sẽ là một cây nến đỏ, nhưng mà đóng cái phiên ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn chưa thể nào cho biết được đây có phải là một cây pin 3 hay không, hay đến cuối phiên nó lại một cây nến nó lại đẩy lên đây lên 2062, nó thì nó sẽ rất là khó để cho chúng ta dự đoán. Vậy thì đối với cá nhân của mình thì mình có một vài thông tin có thể gửi cho các bạn như sau. Đây chính là giá trong thời điểm tại nó phá ra khỏi khu Fibo và phá qua khỏi khu vực đỉnh này, đi lên và retest lại cái đỉnh này khá là rõ ràng. Và đối với cái trường hợp này của mình thì mình sẽ không làm bất cứ một cái điều gì cả trong khoảng thời gian này. Bởi vì ở trong thời điểm này nếu các bạn muốn mua lên và các bạn đưa ra lý thuyết là giá vẫn còn đẩy lên thì nó chưa có cái gì nó bứt phá ra khỏi hẳn cái vùng 2070, 2080 ở đây cả để xác nhận cái điều đó. Và nếu mà nhìn với cây nến 4 giờ tại thời điểm mình quay clip này thì bạn sẽ nhìn thấy bản thân là cây nến đỏ này nó vẫn đang ngang bằng với cây nến xanh ở trước đấy. Nó chưa có một cái xác nhận gì về việc khả năng nó có thể đảo chiều được cả. Vậy nên ở trong tối ngày hôm nay có những cái thông tin về trợ cấp thất nghiệp và những cái thông tin khác thì mình cho rằng chúng ta sẽ cần phải hết sức là bình tĩnh, đừng làm gì trong cái giai đoạn này. Đây là cái lời khuyên của mình. Còn những cái nhận định cá nhân của mình về thị trường và những cái gì ở trong ngắn hạn thì có thể mình sẽ tiếp tục gửi cho các bạn. Nhưng đối với những cái nhịp này và với những cái bản kẹp những cái lệnh sell từ những cái khu vực 199 mấy ở đây này, hoặc là tệ hơn là khu vực 1950, thì mình thấy được là cái khả năng để nó hồi về lại được nó sẽ phụ thuộc duy nhất vào một cái. Đấy lại liên quan đến non-farm tối ngày mai. Và rất nhiều lần ở trong lịch sử thì nó đã có giai đoạn là non-farm hôm thứ tư, non-farm ADP nó tăng lên rất là mạnh và sau đấy non-farm kia nó trả lại một cái nhịp y như thế. Thì đấy là cơ hội duy nhất của các bạn. Và cái điều tiếp theo nữa là gì? Cái cây nến ngày hôm nay nó cần phải đóng là một cái cây nến pin 3, tức là nó phải đóng ở dưới khu vực 1240 là cái điều nó sẽ tốt nhất cho các bạn nếu các bạn còn kẹt những cái lệnh sell. Còn nếu cây nến ngày hôm nay nó đóng ở trên khu vực 2060 và 2065 ấy, thì khả năng giá vàng đi lên tiếp nó là hoàn toàn là khá là rõ rệt. Các bạn sẽ cần phải những cái phương án khác để chuẩn bị cho các bạn, ví dụ như các bạn phải chấp nhận cắt lỗ, hoặc là ví dụ như các bạn phải tìm những cái hướng xử lý khác, thì rất là mong các bạn sẽ không phải ở trong những tình huống xấu như vậy. Và sau đây thì mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định của mình về dầu. Theo Reuters đưa tin, kết thúc cái phiên giao dịch ngày 3 tháng 5 thì giá dầu đã giảm 4% và đã kéo dài cái đà giảm sâu từ phiên trước đó, khi mà Fed đã tăng lãi suất và những cái nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới nói chung. Cụ thể hơn thì dầu Brent đã giảm xuống mức là 72,33 đô la Mỹ một thùng. Và đối với dầu WTI cũng giảm xuống mức là 68,6 đô la Mỹ một thùng. Và đây là những cái mức giá thấp nhất của những mặt hàng dầu này trong thời điểm gần đây. Và ở ngay cái phiên trước đấy, cái phiên ngày hôm kia, thì cả hai đã giảm 5% và mấy cái mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 1. Vì rất nhiều cái nguyên nhân, và nguyên nhân chính được cho rằng là cái khả năng vỡ nợ của Mỹ cùng lãi suất tăng diễn ra khá là hiển hiện. Và cũng gây áp lực lên giá dầu là theo EIA, tồn kho xăng của Mỹ đã tăng lên 1,7 triệu thùng vào tuần trước, trong khi nhà phân tích dự đoán là mức giảm là 1,2 triệu thùng. Và rất nhiều thông tin có vẻ như là bất lợi cho dầu, thì chúng ta sẽ cùng vào phần đồ thị, chúng ta sẽ cùng xem. Đây là đồ thị của giá dầu, và như các bạn đã nhìn thấy là giá dầu nó có một cái cú phản ứng với cái vùng hỗ trợ của nó, và đây vùng đáy được tạo ra từ tháng 11 năm 2021. Và sau khi chạm vào cái vùng này thì các bạn đã nhìn thấy là dầu có một cú rút dầu và tạo thành cây pin 3 bật ngược lên tương đối là mạnh. Và đối với cái nhịp này thì cá nhân mình cho thấy được rằng với quá nhiều cái áp lực đến từ thị trường thì cái việc mà dầu nó tăng giá để lên trở lại khoảng 80 mấy hoặc là thậm chí 100 mấy là cái điều khá là khó trong thời điểm này. Ở đây chúng ta có thể chỉ kỳ vọng duy nhất một điều đấy, những cái mức mà dầu nó có thể hồi lại ở trong thời điểm này thì mình cho rằng
tạm thời chúng ta sẽ có những cái mức mà nó có thể nó hồi lại, sẽ rơi vào những cái khu vực là 73,5 cái vùng Fibo đây. Nó sẽ chung với hợp lưu của những cái đường MA và những cái gì ạ? Những cái giải MA của mình ở trong cái thời điểm ngắn hạn. Và khi nhìn vào H4 thì các bạn sẽ nhìn thấy câu chuyện nó cũng sẽ rõ hơn. Chúng ta sẽ có cái mức là 73,5 này. Và dưới đây một chút là mức 71,7 là những mà mức mà dầu nó có thể nó sẽ hồi lại ở trong khoảng thời gian ngắn. Và lưu ý rằng đối với những cái hệ thống giao dịch để các bạn thể bắt được đỉnh và bắt được đáy thì các bạn vẫn có thể áp dụng được với dầu ở trong khoảng thời gian này. Mình cho rằng dầu nó vẫn chạy và vẫn đi theo đúng, tương đối là đúng với những phân tích kỹ thuật. Ví dụ các bạn thấy đây, đây một cái buy signal ở đây, sell các bạn thấy quanh khu vực này, buy quanh khu vực này mình thấy khá là ok, sell ở đây đó. Còn đối với vàng thì chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng hơn ở trong thời gian tới đó. Và trên đây là những nhận định cũng như là những phân tích cá nhân của mình, thì rất là hy vọng sẽ giúp cho bạn có thêm cái góc nhìn về thị trường, cũng như là có thêm được những cái phân tích cũng như là những cái nhận định nó rõ ràng hơn. Và lưu ý đây nó không phải là những lời khuyên đầu tư hay những lời rủ rê mời chào các bạn tham gia thị trường tài chính này, bởi vì như mình đã nói, đây là thị trường rất là rủi ro và mình luôn bảo các bạn là khả năng các bạn mất tiền trên thị trường này là rất lớn và nó khá là hiển hiện. Cảm ơn các bạn đã luôn dành thời gian theo dõi AmInvest và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.